chiếc Toyota Cross phiên bản mới nhất đầu tiên tại Thái Nguyên đây anh em ơi. Mà phiên bản này phiên bản đặc biệt, phiên bản HEV nhá, phiên bản Hybrid. Đây, Hybrid đây. Chiếc xe đầu tiên lăn bánh tại Thái Nguyên. Vừa mới ra vừa cập bến tại hãng thì chủ nhân tại Thái Nguyên đã sở hữu ngay một chiếc. Phải nói là càng ngày càng Toyota càng ông Toyota ông ấy càng biết nịnh người tiêu dùng. Đấy, ở cái phiên bản trước thì nhìn thì nó hơi bị, nói thật là nó hơi bị thô một chút, thì chỉ những người trung tuổi thì hay sử dụng thôi. Nhưng mà ở cái phiên bản thiết kế mới hiện tại ấy, thì họ làm cái đầu rất là mềm. Đấy, đầu rất là mềm nhá. Đến như chiếc xe phiên bản này ra thì mình nghĩ là sẽ phù hợp với tất cả các anh chị em, như quý khách hàng là phù hợp tất cả các độ tuổi thôi, không cứ là trung tuổi mới sử dụng dòng xe này đâu. Đấy, trong này thì cũng thiết kế khác một chút là có một bộ màn hình to bản và trang bị thêm rất nhiều option mới. Đó. À, xe này thì bên mình thì có lắp đặt một bộ Android Box DX265. Đấy. Đấy, Android Box sử dụng các cái tính năng Android trên màn zin luôn. Cái màn to nhìn rất là thích đúng không? Camera cũng siêu nét luôn nhá. Nói chung là ở cái phiên bản mới của dòng Cross này thì mình nghĩ là cũng không có gì để chê đâu. Đấy, từ thiết kế nói chung là option, với lại đặc biệt hơn là ở cái phiên bản này này thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng Hybrid này thì đây mọi người nhìn thấy đây, cái mức tiêu hao nhiên liệu đây 4.5 lít, 3.01, 3.67 kết hợp. Đấy, trong đô thị mà đi lại còn 3.01 lít. Đấy, ngoài đô thị 4.05. Thực sự là một cái mức tiêu hao nhiên liệu quá là hấp dẫn. Đấy, thì không biết nào anh em nào mà đã sở hữu được cái chiếc xe Toyota Cross đầu, những chiếc xe đầu tiên tại Việt Nam, thì cho em xin cái bình luận là xem sử dụng cái dòng xe này nó như thế nào anh em nhá.